Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện mà người vợ đã kể và chia sẻ lại cuộc sống hôn nhân của mình đối với chồng trong gia đình. Và trước khi vào câu chuyện này, tôi gửi tới các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn luôn luôn đồng hành, đóng góp ý kiến và ủng hộ cho kênh của tôi. Và bây giờ thì tôi kính mời các bạn hãy lắng nghe chi tiết câu chuyện này như thế nào. Đó là chồng úp cả nồi cá kho lên đầu chỉ vì tôi lỡ miệng nói một câu trong bữa ăn hôm đó. Anh cho rằng tôi không là tôn trọng anh, coi thường chồng, bị như thế vẫn là còn rất là nhẹ. Chồng tôi có tính là rất là gia trưởng, điều này tôi đã biết từ trước lúc yêu anh. Nhưng hồi đấy thấy anh cũng yêu nhiều, hơn nữa anh lại là mối tình đầu của tôi, nên cũng cứ dùng dằng mãi. Thế rồi sau hơn 2 năm yêu đương, tôi vẫn tốt nghiệp ra trường thì chúng tôi làm đám cưới. Anh hơn tôi 7 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Tôi cưới về thì cũng là lúc nhận được tin đỗ là phỏng vấn vào một công ty giải trí lớn. Tôi không khoa trương, nhưng xin nói thêm là lương tôi thời điểm vừa mới ra trường còn cao hơn lương chồng đi làm mấy năm. Tuy thế nhưng tôi lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn, không bao giờ nói chuyện tiền nong gì vì sợ anh mặc cảm. Vậy mà chính chồng lại là người sinh ra sự trước. Anh lúc nào cũng là thái độ nói tôi là cậy cọc nọ kia lên mặt. Yêu nhau ngần ấy năm, tính nết thế nào anh thừa hiểu rồi, nhưng vẫn có tìm cớ để là mắng mỏ tôi. Nhiều khi tôi buồn và tổn thương kinh khủng. Về chồng đã lạ, chẳng có ai, đến chồng cũng không yêu thương nữa. Có lúc tôi thấy ân hận ghê gớm. Chồng thay đổi hẳn, nhường như thành một con người khác. Mở miệng ra là mắng vợ, nạt vợ. Tôi không hiểu anh làm thế để làm gì. Có lần tôi chủ động thân mật nhưng anh gạt đi. Tôi không phải là đứa không biết việc hay lời biếng gì cả. Ở nhà tôi cũng thường xuyên lo cơm nước nên nấu ăn cũng không tệ. Vậy mà chồng suốt ngày chê bai. Đến bố mẹ chồng tôi cũng khen, thế mà chồng cứ lên nước xa xà. Tôi về nhà chồng 5 tháng thì có bầu, nghén ngầm mệt lắm. Tôi chẳng ăn được thứ gì, nhưng chồng thì vô tâm. Anh nói chuyện con cái là phụ nữ ai chẳng phải đẻ, cứ như cả nước này mình cô đẻ không bằng. Mở mồm ra là kêu, thỉnh thoảng thèm cái nọ cái kia nhờ chồng đi mua, anh không bao giờ đi. Mấy hôm vừa rồi bố mẹ tôi về quê ăn giỗ họ, nhà chỉ có 2 vợ chồng nên anh bảo là tiện anh mời mấy người bạn về ăn cơm. Tôi nói thật, tôi vốn không ưa mấy người bạn của anh vì tôi gặp mấy lần rồi. Người thì tinh tướng ăn nói khoác lác, người thì bậm nhậu suốt ngày rủ chồng đi uống rượu. Hôm đó tôi cũng nấu cơm bình thường thôi, nghĩ bực mình bụng to vượt mặt còn lôi bạn về bắt vợ hầu nên tôi chẳng bày vẽ gì. Cơm có cá kho, mấy món ăn cơm bình thường. Ai ngờ lúc bạn anh đến, chưa gì đã bảo cơm này sao uống rượu được. Không bảo sớm để anh ta mua đồ đến. Tôi giận quá mới bảo em là không khỏe nên không đi mua, là bán được gì các anh thông cảm. Vào bữa cơm, mấy ông bạn của anh bắt đầu khoe vợ. Vợ mình đảm thế này, giỏi thế kia. Riêng bạn đến nhà thì không bao giờ cơm nước kiểu này. Tôi ức cố kiềm chế lắm
nên bảo em chỉ nấu được thế thôi. Các anh thấy khó ăn quá thì lần sau chịu khó ra hàng vậy. Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì chồng úp thẳng nồi cá lên đầu, lôi tôi sành sạch vào trong bếp rồi cho tôi cái tát. Tôi được dịp xả hết ra, chả kiêng nể ai nữa. Bạn bè anh lục đục kéo nhau về. Tôi gào lên: anh thấy có chồng nào như anh không? Vợ chửa vượt mặt, không chăm được một ngày còn dẫn bạn về bắt vợ hầu. Nấu cho ăn còn chê ỏng chê eo, không ăn thì biến. Chồng giận lắm, nhưng chắc sợ đánh tôi ảnh hưởng đến con nên dùng dùng bỏ đi. Tối hôm đó anh về xì vả tôi, bảo bạn bè cười chê vì lấy phải vợ mất nết. Tôi ức lắm mà không biết nên làm sao. Có ai cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ với tôi không? Đây là một câu chuyện mà người vợ đã kể và chia sẻ lại một cuộc hôn nhân của mình. Và cái tình cảnh này tôi tin chắc rằng trong xã hội Việt Nam của chúng ta, trong gia đình hiện nay xảy ra rất là nhiều. Và câu chuyện này cũng cho ta thấy, tức là người vợ đi làm và thậm chí lương của cô rất là cao, cao hơn gấp mấy lần của là anh, chứ không phải là cô ta ăn bám anh. Nhưng mà trong lúc cô ta bầu bì thì chồng thường xuyên mang bạn về nhà nhậu. Và ngày hôm đó cô ta không có làm mồi mẹ gì, chỉ nấu cơm và cá, thì mấy người bạn là đến chê. Rốt cuộc anh ta bưng cả nồi cá úp lên đầu của vợ, thì đây là một quả đều rất quá đáng, phải không các bạn? Và cô ta cũng mong, tức là quý vị và các bạn gần xa đó, nghe và thấu hiểu. Và ai có nằm trong hoàn cảnh của cô ta thì chia sẻ đó và bình luận, để cho mọi người cũng như cô ta nắm bắt thêm, hiểu thêm một câu chuyện như thế này. Và câu chuyện cũng cho ta thấy á, tình cảnh vợ chồng một sự nhịn chín sợ lành, nếu cái điều này không có nhịn được thì rất là dẫn đến tan vỡ. Mà không biết người chồng trong câu chuyện này như thế nào mà lại đối xử rất tệ với vợ như vậy. Tại vì cô ta cũng nói rằng trong lúc bầu bì mà nếu lỡ thèm ăn cái gì nhờ anh này mà lại đi mua đó, mua về cho vợ, thì anh này nhất định không bao giờ đi mua cho vợ đó. Nhưng mà một gặp một người vợ, nói thật, nói về kinh tế một chút xíu cho các bạn, làm lương bổng mà ổn định, lương cao như vậy thì không có ý gì mà để má đối xử tệ bạc với cô ta, phải không các bạn? Nên trong cái câu chuyện này tôi cũng mong cô chú anh chị của các bạn gần xa nắm bắt thêm cái tình hình rất là phức tạp trong gia đình, cũng như là hiểu biết và thư giãn giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều trong thời gian qua, luôn luôn là nắm bắt các thông tin và cũng như lắng nghe những câu chuyện ngắn mà tôi trao gửi tới quý vị và các bạn. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Biển Đông. Xin chào, tạm biệt.